Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy bay cánh bằng đến từ hãng Hubsan. Thì mẫu này hoàn toàn mới nha các bạn, vừa được cho ra mắt cách đây khoảng 2 tuần. Thì hiện tại nó đã được cập bến ở Linh Kiện Store. Đây là chiếc hộp được từ hãng gửi về full box luôn nha các bạn. Mình chưa khui luôn, vẫn còn băng keo. Đó, ở đây là có để logo của hãng nè và website. Rồi, thì cái mẫu này là dành cho những bạn trên 14 tuổi nha các bạn. Rồi, còn bên hông thì để cái item F22. Thì cái mẫu này là mẫu F22. Và để kích thước, trọng lượng. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ khui hộp và quay cận cảnh cho các bạn xem bên trong có những cái gì nhé. Rạch vừa vừa, rạch sâu quá sợ dính vô cái thùng ở bên trong. Ok. Khá là kỹ ha các bạn. Đó, được tới hai cái thùng. Một cái thùng bảo vệ bên ngoài và bên trong chính là cái hộp của sản phẩm. Đó. Thì mình sẽ để cho các bạn coi ha. Đây. Mẫu là F22 CBS Streaming. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái hộp này ra cho các bạn nhé, coi nhé. Rồi ok, thì mình đã vừa lấy chiếc hộp ra. Nhìn rất là bắt mắt nha các bạn. Hộp màu trắng và chiếc máy bay này cũng màu trắng luôn. Thì cái mẫu cánh bằng này có mã là F22. Nó cực kỳ giống với một cái chiếc máy bay chiến tranh của Mỹ, đó chính là Su F22. Thì nó lấy mẫu mã hoàn toàn y chang luôn nha các bạn. Đó. Thì ở phía dưới hộp nó có để cho chúng ta một số thông tin. Thì mẫu này nó có GPS, tự động quay về, tự động cất cánh. Và nó có kèm cả camera nữa nha các bạn. Đây, camera nó nằm ở ngay phía trước cái mũi của máy bay. Độ phân giải là 720p HD thôi nha. Và cái mẫu này nó không có FPV. Thì cái bản này nó có hai bản, bản Standard và bản Pro. Thì hiện tại trên tay mình đang là bản Standard. Thì nó sẽ không có cái màn hình và không có cái anten. Nó chỉ có cái remote với lại cái máy bay thôi. Nên là cái mẫu này nó sẽ không có cái độ truyền hình ảnh về điện thoại. Nên là các bạn mà muốn ghi hình ảnh á, thì ở phía trong đây nè, có một cái khe cắm thẻ nhớ. Các bạn gắn thẻ nhớ vào. Và trên nút tay cầm có một cái biểu tượng chụp hình và quay phim. Thì các bạn bấm thì nó sẽ ghi trực tiếp vào trong cái thẻ nhớ đó. Chứ nó không có truyền về như những mẫu flycam khác cho các bạn coi trực tiếp. Rồi, thì đây mình hồi nãy mình có nói với các bạn. Thì nếu mà đối với bản Pro á, thì là nó có kèm theo cái màn hình và cái anten. Đó, thì nếu mà cái bản Pro kèm theo màn hình thì nó sẽ truyền cái hình ảnh về cái màn hình này, thì các bạn có thể xem trực tiếp luôn. Còn cái bản của mình là bản Standard, là nó chỉ có mỗi cái tay cầm thôi, nó không có cái màn hình và cái anten. Đó. Kích thước thì có luôn đây. Chiều dài là 12,28 inch và chiều ngang là 8,74 inch. Đó, có cả kích thước ghi in rõ trên cái vỏ hộp luôn. Khá là chi tiết ha các bạn. Rồi, bên đây là để bản nào này nè. Version 1 và version 2, của mình là version 1 ha. Và để một số thông tin. Thì mẫu này có pin là 480mAh. Thì chúng ta bay được khoảng 8 phút. Thời gian sạc là khoảng 1 tiếng 60 phút. Và nó hỗ trợ thẻ nhớ là Class 10 từ 16 đến 32GB. Có nghĩa là dưới 32GB, các bạn mà gắn cái thẻ nhớ trên 32GB thì nó sẽ không hỗ trợ và nó sẽ không có nhận dạng được. Rồi, thì bây giờ mình sẽ khui hộp xem coi bên trong nó có những phụ kiện gì nhé. Wow, nhìn khá đẹp ha các bạn.
một mẫu flycam thời chiến tranh của Mỹ, nhìn rất là đẹp. Thì cái chất liệu của chiếc máy bay này á là làm bằng mút nha các bạn, mút mà kiểu có nhựa nữa, nó cũng hơi chắc chắn thôi chứ không có chắc chắn hoàn toàn đâu. Nhưng mà mẫu này thì rất là nhẹ đó, các bạn bay cũng rất là sướng. Cái động cơ khi mà mỗi lần mà nó bay á, nó phát ra một cái âm thanh nó nghe rất là khác so với lại flycam. Rồi thì bây giờ mình sẽ để qua một bên, bây giờ mình sẽ thử bỏ thêm những cái chiếc hộp nhỏ bên trong xem có những cái gì nhé. Thì đây là chiếc hộp để là mình sẽ mở ra xem. Thì đây là một chiếc keo và một cái tu vít hay ta, hay một cái cờ lê gì đó mình cũng không rõ lắm. Còn cái keo này thì mình cũng không rõ là để làm gì. Chắc mình nghĩ cái keo này là để vá quá, khi mà các bạn bay nó bị rách hay bị trục chặt cái gì đó thì chắc keo này để vá cái mảnh nó lại. Trong đây thì bao gồm là hai cánh sơ cua, ba cái bánh xe, còn đây là dây sạc. Thì hai cái cánh này là các bạn lắp vào đây nè. Đó, hai cánh này là các bạn lắp vào đây nè. Mẫu này nó chỉ có một cái cánh nhỏ như vậy thôi nha các bạn. Đó. Thì hai cánh này, hai cánh sơ cua và ba chiếc bánh xe. Thì xíu nữa mình sẽ lắp ở dưới ba điểm của cái thân của cái máy bay. Đó. Rồi. Còn ở đây là cái tay cầm. Thiết kế khá là gọn gàng, để rất là vừa vặn với cái hộp ha, nhìn rất là đẹp. Đây, chiếc tay cầm nó cũng không có gì gọi là đặc biệt lắm so với những cái tay cầm của mẫu flycam khác. Mẫu này nó có cái đồ kẹp điện thoại nè các bạn, nhưng mà mình cũng không biết được là kẹp điện thoại lên đây để làm gì, bởi vì nó không có cái độ truyền hình ảnh FPV về. Rồi, còn ở phía trên nắp hộp đây thì nó có một cái miếng đề can cho các bạn dán trang trí trên cái máy bay. Đó, thì bạn nào thích dán thì dán, còn không thích dán thì mình cứ để đó. À, mình còn quên một cái thứ rất là quan trọng, đó chính là sách hướng dẫn. Nó để ở trong cái hộp của tay cầm. Đây, các bạn mở ra là thấy sách hướng dẫn khá là dày ha các bạn. Bởi vì ở trong đây nó rất là nhiều tiếng. Đây các bạn có thể thấy nè, tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi tiếng gì đó, rất là nhiều, được gói gọn trong một cái quyển sách này. Đó, hướng dẫn các bạn cách sử dụng rất là chi tiết. Thì quyển sách này là bản tiếng Anh. Đó, thì bạn nào muốn tham khảo thêm thì mình có thể đọc trong cái quyển sách này. Rồi, rồi bây giờ tới tiết mục chính, đó chính là chúng ta cùng nhau ngắm chiếc máy bay. Thì mẫu này nhìn nó khá lạ các bạn ha, và nó được làm bằng mút và có nhựa nữa. Đó, thì đây chính là cái camera nè. Đó, đây có một cái màn keo, khi mà các bạn mua về các bạn nhớ lột ra nha để cho nó rõ. Còn ở trong đây là cái hộp để pin. Đây, để mình mở ra cho các bạn coi ha. Đó, cái này tháo ra là rời luôn nha các bạn. Nhớ khi mà các bạn tháo ra thì nhớ là giữ hoặc cất ở đâu đó, lỡ như chẳng may gió thổi bay mất là mình không có kiếm lại được cái này đâu, khó mua lắm. Đây chính là cục pin. Đó, cục pin rất là nhỏ, chỉ có 480mAh thôi, bay được khoảng 8 phút nha các bạn. Đó, thì trong đây nó có một cái sợi dây nè, các bạn đấu vào, đấu hai cái đầu này vào. Thì ở đây nó có hai đầu, một đầu sạc pin và một đầu để đấu vào đây. Đó, các bạn cắm vô thì nó sẽ sáng đèn hai bên cánh nè các bạn, nó có hai dãy đèn led rất là đẹp, khi mà các bạn bay buổi tối á, nhìn rất là đẹp nha. Rồi, thì khe thẻ nhớ đây nè các bạn. Đó, các bạn gắn cái khe thẻ nhớ vào đây.
Thì khi mà các bạn bay á, thì ở trên tay cầm đây, trên tay cầm đây có nút đây nè, để mình chỉ các bạn chụp hình và quay phim. Đây là hai cái nút chụp hình và quay phim đó, thì khi các bạn bấm á, thì nó sẽ tự động ghi hình ảnh vào cái thẻ nhớ đó, rồi chúng ta sẽ về gắn vào máy tính và chúng ta sẽ coi. Thì trên tay cầm đây là có cái nút tự quay về nè, nút này là nút nguồn, còn này là tự động cất cánh, còn hai bên đây là hai cần điều khiển, vậy thôi. Đó, còn dưới đây là hai cái này, cái gọi là gì nhỉ, mình cũng không biết gọi nữa. Nói chung là hai cái mà để rẽ gió, để các bạn có thể bay lên cao hoặc là bay xuống thấp này, hoặc là lạng bên trái lạng bên phải gì đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ gắn pin vô thử ha. Ở đây có một cái bo mạch, còn đây là cái lỗ thông gió đó. Bây giờ mình sẽ gắn pin vô thử. Thì cái mẫu này á, mình nghĩ là các bạn nên hạn chế bay trời mưa nha, tại vì cái mẫu này nó không chống nước chống gì hết á. Đó, các bạn nhìn thấy nè, đó hai đèn led rất là đẹp, trắng xa, đèn đỏ và đèn đèn xanh đó các bạn. Khi mà các bạn di chuyển cái máy bay á, thì hai cái đuôi này nó sẽ quạt quạt, có nghĩa là nó sẽ tự giữ độ thăng bằng cho mình á. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi thì ở cái clip này mình chỉ đập hộp cho các bạn coi thôi, còn cái phần hướng dẫn chi tiết hơn, hướng dẫn các bạn bay, hướng dẫn các bạn sử dụng như thế nào thì mình sẽ để dành ở phần video tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé.